chưa thể xác nhận ngân sách đã thu 82,3 tỷ đồng tiền đấu giá biển số. Theo trang đấu giá trực tuyến của công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, 11 biển số siêu đẹp trong phiên đấu giá đầu tiên đã có chủ, trong đó có biển số 51K88888, 32,34 tỷ đồng và 31K55555, 14,1 tỷ đồng. Tổng số tiền chúng đấu giá là hơn 82,3 tỷ đồng. Theo quy chế của phiên đấu giá, người chúng phải thanh toán toàn bộ tiền vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an sau khi trừ 40 triệu đồng đặt trước. Bộ Công an sẽ cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số ô tô chúng đấu giá, gửi vào email cho người chúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. Nhiều người theo dõi phiên đấu giá phân vân, liệu ngân sách nhà nước đã thu được số tiền 82,3 tỷ đồng này hay chưa? Theo quy định, 15 ngày từ khi có thông báo kết quả, người chúng phải thanh toán toàn bộ tiền vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an, lúc này nhà nước mới thực sự thu tiền về ngân sách. Đối với tình huống người đấu giá không nộp đủ tiền, thông báo chúng đấu giá bị hủy và người chúng đấu giá bị xung công số tiền đặt trước. Bởi vậy, phải chờ đến ngày 30 tháng 9, tức 15 ngày sau, mới biết chính xác ngân sách đã thu được 82,3 tỷ đồng tiền đấu giá 11 biển số hay chưa.